ở đời người ta sợ sợ xui, ta khoái hên. Vì hên là cái gì? Theo cái quan niệm thông thường là cái gì xứng ý hài lòng mình là hên nè. Ví dụ như mình đi chợ, mình nói trời bữa nay tôi hên ghê vậy đó, tôi mua có 5 đồng bạc cải mà cái bà đó bán cho tôi tới 6 bó, cho là hên nha. Mà mình đâu biết cái bà bán đó bà xui, bà mất 1 bó. Vậy thì quý vị thấy hên xui sao? Cái gì mà mình lợi cho mình cái mình kêu hên, mà mình quên rằng cái hên của mình để là cái xui của bà bán. Vậy thì trên đời này có gì hên xui thật sự không? Không có. Người thường người ta thường nói cuộc đời là chuyện hên xui, ai xui thì miếu, ai hên thì cười. Mua 5 đồng cải mà ta bán 6 bó về hí hửng, hên quá. Chẳng những vậy mà có nói câu nữa nha, trời ơi bữa nay tôi đi chùa, tôi đi chợ tôi mua cải cho chùa Phật độ. Hỏi sao Phật độ? Mua có 5 đồng mà 6 bó. Nhưng mà vậy là Phật không độ bà bán rồi, bà lỗ một bó. Phật đâu có quẩn mà làm chuyện đó, cho nên đừng nói vậy. Phật đâu có rảnh đâu mà coi bữa nay Phật tử nào đi chợ cho chùa không, khiến cho cái bà bán đó bà bịt mắt bà, tay bà quờ quạng, bà bóc cho mình 6 bó. Rồi mình gọi là hên và Phật độ. Mà đa số mình cứ cái gì mà hên là Phật độ rồi, mà làm như mình Phật quẩn. Lái xe đi đâu mà quẹo vô chỗ nào mà thuận quá chừng luôn, trời ơi, tự nhiên còn chỗ đậu này, cái mình quẹo vô nó trời ơi Phật độ. Tội nghiệp ghê vậy đó. Sao Phật ăn rồi Phật đi theo dõi mình không? Và cái gì của Phật độ hết đó. Đậu xe vô cái chỗ mà ta bỏ tiền còn dư 20 phút, mình khỏi bỏ, quẹo vô nó trời ơi Phật độ. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình nhớ là hên á, là thông thường là cái gì mình vui vẻ, mình thoải mái, mình kêu hên. Cái gì mà nó không hài lòng thì mình gọi là xui. Nhưng mà thật sự ở đời không có gì hên mà cũng có gì xui hết á. Ăn thua là mình nhìn sự việc. Pháp Hòa ví dụ như mình bị ép mua tờ vé số, hết tiền rồi bị mua ép mua tờ vé số, cái mình nói sợ xui ghê vậy đó, bữa nay đi chợ định đi về rồi mà ở nán nói mấy câu bà đó bị cái người đã ép mua tờ vé số, rồi lát chiều cái trúng nó trời hên ghê vậy đó. Quý vị thấy không, ở bên Canada nó có cái trường hợp á, ở bên nó có cái tiệm bán cà phê giống như Starbucks ở đây vậy đó, nhưng mà ở bên đó có cái tiệm tên là Tim Hortons. Thì cái tiệm cà phê này rất là nổi tiếng tại vì cái giá nó bình dân cho nên ai uống cũng dễ mua. Còn ở bên bển đó mà ai mà cầm một ly Starbucks là tự nhiên mình nhìn người đó mình thấy trời sang quá, uống Starbucks. Tim Hortons là bình dân nhất. Thế bên đó đó ai mua một ly cà phê á, uống xong rồi nhớ lặn cái miệng ly á, kéo vuốt nó ra thì trong đó có cái số cho mình trúng. Có thể là mình trúng được một chiếc xe, có thể là mình trúng, nếu mà người nào mà hên ít ít á, trúng 5-7 ly cà phê. Còn người nào mà hên thượng thừa á, Phật độ nhiều đó, trúng trời giải số. Thì có cái người đó đó, họ mua ly cà phê xong, họ uống xong thì họ nghĩ họ không trúng đâu, thôi họ dục vô trong cái thùng rác. Thì dục xong rồi thì có người khác tới lượm cái ly đó. Thì khi lượm họ ngoái là họ thấy, nhưng mà họ thôi mình dục mà ta lượm. Vậy mà tới chiều sộp, tới hồi mà phát hiện ra là cái ly mình dục đó trúng chiếc xe, thì đi tìm cái người đó để thưa, nói là cái ly đó của họ. Quý vị thấy không? Cho nên mình đó, cái hên của mình, rồi mình cứ nói là cái hên, rồi cái người khác mình kêu là cái xui. Mà thiệt sự trên đời này không có gì thật hên mà cũng vì thật xui. Ăn thua cách mình nghĩ. Ví dụ như bây giờ mình đi máy bay. Lên máy bay thì nó chuẩn bị nó bay cái thì họ mới thông báo là xin quý hành khách ngồi chờ một chút tại chúng tôi vừa phát hiện máy bay hư. Thay vì mình ngồi mình bực,
mình nói xui ghê vậy, đi làm một chiếc máy bay hư sao mình không nghĩ hên ghê vậy, nó phát hiện ở dưới này chứ mà nó bay lửng lửng ở trên rồi nó phát hiện lúc đó không còn biết mình kêu tới Phật gì nữa. Quý vị thấy hên xui chưa? Cho nên nếu mà mình thấy là cái điều đó là mình xui, mà nếu mình có tư duy, có thiền định á, mình nhìn thấy nó cái này hên ghê vậy, có phải không? Cho nên nếu mà tất cả là do tâm của mình, hay nói một cách khác hơn, tất cả là do phước, do nghiệp, chứ không có hên xui. Cái chữ hên xui là mình nói thôi. Có một cái cô đó, cô đi, bây giờ mình nói ví dụ ở cái xứ Mỹ này nè, đi làm á là bị kẹt xe, mà mỗi lần mà kẹt xe mình canh dữ lắm nha, ra sở là mình canh cho lẹ để ra khỏi cái con đường đó, vì mình biết giờ đó là nó kẹt. Cũng có những ngày xui đi đường cái nó kẹt cái nó 3-4 tiếng đồng hồ hay 1-2 tiếng đồng hồ trên đường freeway. Cái thì bắt đầu mình nói xui ghê vậy đó, cái bắt đầu mình thò ra bấm sao cái bấm kiếm nhạc nghe cho đỡ, mà nghe hết nhạc rồi mà sao chưa tới nhà nữa. Bấm băng giảng lên nghe cái băng giảng nó nói gì đó hay hay hấp dẫn, cái mình quên cả cái đoạn đường dài. Cái từ đó về sau cái mình thấy đường dài không còn dài nữa, mà đoạn đường dài này lại là cái giờ phút giúp cho mình nghe pháp. Tại vì mình về nhà rồi là mình phải nấu cơm, mình dọn dẹp, mình lo việc nhà, mình không có thời gian nghe pháp. Mà chính cái giây phút ngồi trên xe kẹt xe này lại là thời gian nghe pháp tốt nhất. Vậy thì kẹt xe đó hên hay xui? Thì quý vị thấy không? Rồi Pháp Hòa thưa đại chúng á, hồi mình ở Việt Nam nghèo, nhưng mà nhờ cái nghèo đó mà bây giờ mình sống, mình biết làm sao, mình biết thương người, mình biết thông cảm cho cái người nghèo. Cho nên bây giờ mình có cái mình thương người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa sống nghèo, nhưng mà mình nghèo mà mình vẫn đỡ hơn người nghèo hơn, là mình nghèo mà mỗi ngày mình vẫn có cơm ăn. Còn có những người ta nghèo, người ta không có cơm ăn. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng lấy cơm của Pháp Hòa, trước khi Pháp Hòa ăn là đem đi cho mấy cái người nghèo trước. Nghèo nhưng mà chưa đến nỗi đi bán vé số. Cho nên Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ bằng Pháp Hòa mà đi bán vé số thì Hòa thương, kêu nó vô đem cơm cho nó ăn, lấy quần áo cho nó mặc. Bởi vì mình thấy mình cũng nghèo, nhưng mà mình chưa đến nỗi nghèo hơn nữa để phải đi bán vé số. Rồi tới hồi mình ở Việt Nam, mình thông cảm, ba mình thì đi vượt biên rồi, mẹ mình thì phải lo cho mình, rồi cho em, rồi cho gia đình, cho nên tự ý thức. Hồi nhỏ mà tự ý thức, 7 tuổi thôi đã biết đi chợ, mà biết trả giá nữa. Chẳng những đi chợ trả giá mà còn biết kèo này nữa. Cô con mua trái bầu cho con tép hành. Mặc dù không ăn hành nhưng mà mình kèo này cho được, tại vì mình thấy ai cũng làm mà mình không làm lỗ. Việt Nam mình có cái màn đi chợ hay kèo này lắm, có phải không? Nhưng mà thậm chí nó thành cái tật rồi, nghè giàu nứt vách nhưng mà kèo này thì vẫn kèo này. Tại vì sao biết không? Thà là lấy dư chứ không để thiếu. Mà lấy được cộng hành ra, trời nó mừng giống như là trúng số vậy đó. Tại vì mình nghĩ là mình sao mình hay quá, giỏi ghê vậy đó, thấy không? Nhất định là rút cho được cộng hành của bà đó. Mà hay rút được cộng hành cái sao? Hên. Mà nghe bà kia bà mua một trái bí được cộng hành mà rẻ hơn mình, trời ơi sao tôi xui quá. Quý vị biết à, cho nên khi mà mình nghèo đó, thì khi mình bây giờ mình có tiền rồi đó, thì mình lại trân quý cái giây phút đó. Tại vì cái lúc đó nó là sao? Nó khổ nhưng mà nó đã giúp cho mình một bài học, lớn lên trong cái cảnh nghèo khổ và biết gói ghém. Khi Pháp Hòa sang Canada rồi thì nếu Pháp Hòa là một đứa nhỏ bình thường sống ngoài đời thì mình sướng thôi. Nhưng mà mình đi tu, 15 tuổi vô chùa tu, mà cái thời Pháp Hòa đi tu là đồ đạc ở bên Việt Nam chưa được nhập qua. Cho nên
đồ vạt hò không có mặc, không có tới bộ đồ vạt hò để mặc, không tới có cái giỏ đãi để quẩy, không tới có cái nón để đội. Cái ngày đi tu thì có một bác đó, bác đi vô cái chợ bán đồ áo cũ, quần áo cũ, bác mua cho bà một cái nón giá 1 đồng. Mà được cái nón mà đội trên đầu đi học là nó mừng, giống như là trong kinh Báo Hiếu nói vậy. Sanh được, khi sanh sản muôn phần chi xiết cũng ví như được bạc được vàng, mừng như vậy. Mà quý vị biết bao năm trời đi học có một cái nón dơ không dám giặt, giặt nón đâu đội. Mà giặt thì phải sấy cho lẹ, mà sấy lẹ quá nó nóng quá nó nhão, len nó bị nhão, cầm nón lên nó nhão, co cái nón lên nó teo lên teo xuống vậy, nó chạy lên chạy xuống, cuối cùng phải lấy chỉ xỏ vô cột, xỏ vô cột cho nó túm vậy đội đi học. Không tới có cái, không có tới cái đãi quẩy nữa. Nhưng mà nhờ cái đó, hồi đó quý vị ông tổ kỳ mắc lắm, Phật tử làm cây chả lụa đem lên cúng cho thầy viện chủ là chỉ có thầy mới ăn thôi. Mình cắt đó nhưng mà mình đứng giá cho thầy đừng ăn. Để làm chi? Để lát mình được hưởng. Trời ơi, Pháp Hòa thèm mắm Thái, mà mỗi ngày múc ra chút để cho thầy thôi. Tại vì mình là chỉ có 3 món căn bản, mà quanh năm suốt tháng 3 món đó không có thay đổi nha. Bắp cải xào, mì căn kho với lại canh chua, tuần nào 5 ngày cũng nhiêu đó, rồi tuần sau cũng nhiêu đó, mấy năm trời cứ bắp cải, mì căn, canh chua. Vì cái bác Phật tử đó, bác tới bác nấu cho nồi canh chua bác để đó, bác mua cái bắp cải bác để đó, và bác kho cho nồi mì căn bác để đó, là mấy thầy trò là ngày nào cũng nhiêu đó. Pháp Hòa nhắm mắt và biết mì căn nằm đâu á. Là đến mức như vậy. Cho nên bây giờ đó, Pháp Hòa ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy nó ngon hết á, và không bao giờ dám phung phí. Không có dám phung phí. Quý vị biết không, Pháp Hòa in vé máy bay mà đi khắp nơi như vậy chưa bao giờ in bằng một tờ giấy nguyên. Trước khi ra phi trường lấy cái tờ giấy mà dùng lật ra phía sau in máy bay, vé máy bay. Tại vì mình nghĩ mình chỉ cần trình cho họ coi cái số rồi vậy đó. In bằng giấy, trong phòng Pháp Hòa là giấy vụn để đầy hết. Hễ mà in khúc nào thì canh làm sao đúng vừa khúc đó, chứ không phí một chỗ nào hết. Không phải là mình bủng xỉn, nhưng mà cái đó là mình biết trân quý. Ngày nay mình hên mình được cái này, đã cho là hên đi ha. Còn nói nếu theo Phật là gì, mình còn được cái phước thì không phí cái phước. Bởi vì có phước mà hưởng mà phí phước thì hết phước. Cho nên có phước không dám phí. Cho nên đời này á, thí dụ như mình nhìn lại mình thấy mình có cái phước, có được con mắt sáng, thấy có cái phước là còn bàn tay, còn đôi chân, thì hãy dụng cái đôi mắt này tạo phước cho con mắt này, để đời sau mình sanh ra mình có được con mắt tốt tiếp. Còn mắt này mình có mà không có tạo phước, thay vì mình nhìn ta bằng tâm từ bi hỷ xả, mình thấy mít mình nó thấy thì ghét, mình trợn mắt, mình thấy mình quýt, mình cứ đảo lộn càng khôn về nè, cái hết phước. Hết phước thì mình sanh ra mình thiếu cái phước của con mắt. Cho nên nếu mình nhìn kỹ vào thân thể á, thì mỗi một bộ phận nó có cái phước của nó. Cũng giống như có nhiều khi mình cũng có cái bao tử như ai, nhưng mà không có cái phước ăn, ăn vô nó không tiêu đó. Người thì thấy khỏe mạnh lắm mà lại thiếu cái phước của cái bao tử. Rồi có nhiều người có thiếu cái phước của cái lưỡi, không bao giờ biết ăn cái gì mà khen hết á, bón gì ăn cũng chê hết á. Vậy thì cũng có cái lưỡi mà không có cái phước ăn. Cho nên thường thường có những người ta ăn không có món nào ta khen hết á, món nào ta ăn ta cũng chê hết á, mà dù ai nấu ngon cỡ nào ta cũng chê, thì biết là cái đó thiếu cái phần đó. Cho nên á, khi ở trong cái cảnh khổ mình nói sao tôi xui quá, chưa chắc. Nếu mình mà thật sự mình mà hên mà mình sống cuộc đời sung túc, chưa chắc mình biết tu.
Cho nên nhiều lúc nhờ khổ đó mà mình mới làm sao ý thức tu. Thử thời mà vui vẻ có đời nào mà tụng kinh, nhờ buồn nó mới kiếm kinh tụng. Thử thời mà cuộc đời mà nó suôn sẻ có sức mấy mà tìm kinh sám hối. Rồi bây giờ chuyện này chuyện kia nó đến, bắt đầu mình mới kiếm cái kinh sám hối mình tụng. Cho nên những cái lúc khổ đó, mình khổ nhưng mà đừng thấy khổ là cái gì nó cùng tận, mà trong cái khổ đó thì nó biến ra một con người sao? Con người tỉnh thức. Đức Phật ngày xưa nếu Ngài không chứng kiến bốn cảnh khổ, già bệnh chết, thì Ngài đâu có ý thức cuộc đời như vậy mà để Ngài đi tu. Mà nếu mà Đức Phật chỉ chấp nhận Ngài là một ông vua của nước Ấn Độ thời đó, thì bây giờ mình có biết Ngài là ai không? Không biết. Nhưng mà nhờ Ngài bỏ hết, rồi Ngài đi tìm con đường, cho nên giờ này mình mới biết Ngài là ai, mà mình thờ Ngài còn hơn dân Ấn nữa. Tại vì người Ấn Độ họ coi Phật là thần thôi. Họ nói Phật là một trong những vị thần của họ. Cho nên mình thấy trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn hạnh phúc, vẫn mỉm cười được những lúc chông gai, vẫn vươn lên theo kịp ánh ban mai. Người ta kêu là sống đó. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho nên mình mới thấy, quý vị có nhớ ở bên ngày xưa mình đọc chuyện cổ đó, có cái chuyện gọi là tái ông thất mã. Cái ông này ông mất một con ngựa, một con ngựa quý, cho nên hàng xóm tới chia buồn, nói thôi tôi chia buồn với ông, con ngựa quý nhất của ông mà bữa nay nó bỏ nó đi. Ông nói dạ cũng không có gì để buồn, đầu tuần lễ sau nó trở về nó dắt thêm con ngựa nữa. Hàng xóm nghe mừng chạy tới chúc mừng ông, thấy không, ngựa quen đường cũ trở về mà dắt thêm con ngựa nữa. Ông mới nói cũng không có gì để mừng. Thằng con trai nó thấy con ngựa mới, nó leo lên nó cởi, nó không biết ý bị con ngựa đá gãy chân. Hàng xóm tới chia buồn, nói trời ơi tôi tưởng ông thêm con ngựa ông được may mắn, con trai ông mà bữa nay leo lên ngựa bị ngựa đá gãy chân. Ông nói cũng có gì phải buồn. Mấy tháng sau nước nhà có giặc giả, ai cũng đi đánh giặc, con ông gãy chân ở nhà miễn đi quân dịch. Thì cái câu chuyện đó nó cứ tiếp tiếp vậy. Thì ý người ta muốn nói trong cái xui nó có cái hên. Mình nói là nói theo đời vậy đó, trong cái xui nó có cái hên. Nhưng mà nói theo Phật á, là chúng ta có chánh niệm, có tuệ giác để chúng ta nhìn trong cái xui thì nó lại là một cái phương tiện, một cái cơ hội cho chúng ta tỉnh, tỉnh giác, tỉnh thức. Chờ cái đó, nếu mà người nào chứng được cái đó, gọi là chứng được cái quả gì biết không? Quả duyên giác. Duyên giác là gì? Là cái người giác ngộ từ những cái duyên trong đời. Có những gia đình nhờ có một người thân mất, tự nhiên cả gia đình ý thức đi tu hết. Đó. Như vậy thì cái người mất đó mất rất xứng đáng. Tại vì mất mà làm cho mọi người được tỉnh thức. Có những gia đình chị em không có nhìn nhau, anh em không nhìn nhau, nhưng mà khi người mẹ mất thì các con, các anh em phải về lo đám tang cho mẹ. Nhờ vậy anh em có cơ hội ngồi lại và chia sẻ, thông cảm cho nhau và bắt đầu hòa thuận trở lại. Cho nên ở trong cái rủi đó, chúng ta đừng có nằm đó mà đau khổ với cái rủi đó. Mà chúng ta phải thấy rằng cái khổ, cái rủi lại là cái cơ duyên để cho chúng ta ngộ đạo tỉnh giác. Mình giống như là mình gặp được một cái người mình thương, lâu nay mình đi kiếm cái phân nửa của mình đó.
cái bữa đó mình về mình khoe với làng xóm mình, nói bữa nay tôi may mắn lắm, tôi đã tìm được phân nửa của tôi rồi. Cho lại gì? Hên. 3 tháng sau nó trời xui ghê vậy. Cưới nhầm. Cho nên cuộc đời cái xui cái hên không nói được. Nhưng mà Phật thì Phật dạy chúng ta cái gì? Cái phước hay cái nghiệp? Cái mình có được là cái phước, và cái mình gặp phải là cái nghiệp mà mình tạo mình gặp. Nhưng mà trong cái nghiệp đó nó giúp cho chúng mình phát cái nguyện. Pháp Hòa ví dụ như là một cái người mà họ khổ, họ nghĩ rằng đây là cái nghiệp. Nhưng mà nghĩ cái nghiệp xong rồi không để cho cái khổ nghiệp đó nó làm lụy mình, nó làm chìm mình, thì mình phát nguyện tiếp. Chính tôi khổ, tôi thông cảm cho cái người khổ này, cho nên đời này tôi nguyện không làm khổ người khác, hoặc là tôi bớt tối thiểu để làm khổ người khác. Chứ còn mình nhiều khi mình cũng không có chánh niệm lắm đâu để mà hoàn toàn không làm khổ người khác, nhưng mà bớt đi. Giống như thay vì mình nói người ta nặng, tự nhiên mình ý thức cái mình bớt những cái lời nói nặng, là mình cũng rầy, cũng nói, nhưng mà bằng những cái lời nhẹ nhàng hơn, để người kia nhận ra cái lỗi mà không có đau khổ bởi những cái lời nói nặng nề của mình. Có một anh đó, anh thất nghiệp. Có một anh đến thất nghiệp thì anh mới lên chùa Pháp Hòa nói chuyện với anh đó. Thì anh mới nói là tôi mở một cái nhà hàng, tôi bán thì rất là được, nhưng mà bây giờ cái người chủ họ cứ đòi lên cái tiền mướn tiền nhà hoài mà tôi trả không có nổi. Tại vì so ra thì mỗi lên như vậy thì tôi bán con nhiêu thì cũng đưa cho hết, cho nên tôi buồn, tôi nghĩ tôi không bán nữa. Mà bây giờ hôm nay tôi stress dữ lắm, tôi không có ăn ngủ gì được hết. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói với anh. Pháp Hòa nói anh đi làm nhà hàng vậy thì anh có thời gian cho con anh không? Nói tôi có đứa con gái mới có lớp 1, lớp 2 mà tôi không có thời gian cho nó. Nhiều khi vợ chồng á toàn là viết giấy cho nhau không à, chứ còn không có thời giờ để gặp nhau nói chuyện. Còn con gái là cuối tuần tôi chỉ gặp nó được một chút, buổi sáng thứ bảy trước khi ra tiệm mà chơi với nó một chút vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, anh đi làm cái nghề nhà hàng nhiều ngày rồi, thôi bây giờ anh cho anh cơ hội đi. Bây giờ tạm thời đừng nghĩ tới việc làm gì hết, anh cho anh cơ hội 3 tháng nghỉ ngơi. Thứ nhất, anh có thời gian với con anh, ngủ dậy chở con đi học, ăn sáng chở con đi học, chiều đón con về, vợ chồng cuối tuần đi chợ, đi shopping với nhau. Anh có thời gian dọn dẹp nhà cửa, làm vườn 3 tháng cho cơ hội nghỉ ngơi. Tại ảnh nói là từ hồi qua tới bây giờ chưa có nghỉ ngày nào hết, mà vợ con coi như là trong gia đình là không ai có thời gian cho ai, ảnh không có thời gian cho ai hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy, nó thử đi, anh làm 3 tháng đừng nghĩ tới việc làm. Bây giờ anh nghĩ như là 3 tháng này anh làm tất cả những công việc mà lâu nay anh muốn làm. Lúc mà mình đi làm đó, mình đã ước gì mình được giờ cho vợ, cho con, thì tại sao bây giờ cái ước nó khô mà không chịu? Cứ ngày cứ ước hoài. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi á, thì anh về nhà anh thực hiện. 3 tháng sau anh trở lên, người tươi ra, tóc bắt đầu cắt ngắn lên, rồi mặt mày tươi tỉnh ra. Ảnh lên anh cảm ơn, ảnh nói nghe lời thầy, về nhà làm những cái việc mà mình lâu nay mình muốn làm. Sau đó rồi Pháp Hòa nói nhiều khi á, mình làm nhà hàng hoài thôi nghỉ đi, giờ đi làm khác đi. Nhiều khi á, mình làm chủ của nhà hàng phải lo đủ thứ, thôi bây giờ anh nghỉ anh đi làm công thôi, 8 tiếng về anh ngủ khỏe re, anh không phải lo gì hết đó. Bây giờ đi xin được một cái job ở một cái hãng tiện, 8 tiếng về nhà nghỉ ngơi, không phải bận rộn tính toán lên xuống giá cả gì hết, khỏe ru bà rù. Cho nên nhiều khi ở trong cái rủi đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa mà sống ở cái hoàn cảnh mà một thầy một trò, không huynh đệ, không bạn bè, đơn thân độc mã từ hồi nào tới bây giờ, chưa bao giờ mà sống mà gọi là có những cái thời gian mà gọi là mình sống cho huynh có đệ, không có. Đi như thế này lo Phật sự,
rồi về tới nhà lo việc chùa, việc này việc kia, nhưng mà pháp hòa hạnh phúc. Bởi vì nhờ như vậy đó cho nên nó mới tôi luyện con người mình vững chãi trong công việc. Chứ nếu mà mình sung sướng, mình có nhiều người thì mình cứ ăn rồi mình đi tới đi lui rồi ngủ rồi cái là mình không có gì đặc biệt hết, không có gì được cho mình hết. Thì có một thầy đến thấy pháp hòa nữa, đem đi đổ rác khuya, rồi đem rác ra đổ rồi leo lên thùng rác dậm. Rồi thầy nói: trời ơi, trụ trì mà đi làm này hả? Pháp hòa nói: dạ, phải làm vậy mới có phước hả thầy. Nhưng mà nói đúng hơn là mình không làm ai làm. Nhưng mà không lẽ nói vậy mắc cỡ chứ. Phước. Thưa đại chúng, là chúng ta thường nói cái hên cái xui, phải không? Nhưng mà ở đây mình biết nhìn theo cái nhìn của bậc tuệ giác. Bây giờ pháp hòa thưa đó, con mắt này của mình nè, con mắt hiện tại mình đang có là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt, cho nên kêu nhãn nhục. Nấu sâm bổ lượng nhưng mà ăn nhiều nó nóng. Nhục nhãn là con mắt thịt, mà cũng cái nhục nhãn này cũng bao nhiêu cái sự việc trong cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn nó từ cái phàm phu khổ lụy trở thành ra thánh thiện học hỏi cho mình, thì biến cách nhìn nhục nhãn đó thành ra cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn. Cũng con mắt này thôi, không cần thay đổi, không cần sửa thành mắt Hàn Quốc, mà cũng không cần sửa thành mắt Việt Nam, cứ con mắt bình thường này thôi. Chúng ta nhìn sự việc, có cái mà mình thấy là mình bực bội đó, nhưng mà nhờ có cái anh chàng đó, ảnh khờ lắm, ảnh đi làm công cho người ta mà người ta bị gãy cái chân bàn, ông chủ gãy cái chân bàn, nói con đi vô trong rừng á, coi có cái cây nào được á, chặt về làm thế cái chân bàn. Anh đi suốt buổi anh về tay không. Chủ hỏi sao đi vô rừng mà không chặt cây, ông nói dạ cây nào cũng chỉa trên trời mà cái bàn ông chân nó chỉa dưới đất, sao con chặt. Trời ơi, nó khờ đến cỡ pháp hòa vậy đó. Nghĩa là nói cái bàn nào chân cũng chỉa dưới này mà còn ở trên trời, cây nào cũng mọc chỉa lên hết trơn, làm sao cắt. Bữa nào ông chủ ông bận đi lên chùa Chánh Giác ông tụng kinh, ông dặn ở nhà coi chừng cửa nẻo nghe không. Nhằm cái mùa đá banh, cá độ đá banh quá trời luôn, súng lại cá cái ảnh cũng nghe, đi cá độ vậy đó, ảnh cũng khoái lắm. Mà nhớ lời chủ dặn là coi chừng cửa nẻo, ảnh tháo cửa anh Giác theo. Về tới nhà hết trơn trọi đồ đạc. Ông chủ nói ta dặn mi ở nhà coi chừng cửa nẻo mà sao bây giờ nhà nó trống trơn, nói vậy ông dặn cửa thì cửa còn đây. Trời ơi, khủng khiếp vậy đó. Vậy mà cái ông chủ không đuổi. Ông chủ không đuổi, chủ vẫn giữ. Đến một ngày nọ, ông chủ đang ngồi vẽ hình thì cái anh này đi ngang ảnh thấy. Ông chủ say hỏi: ngươi biết vẽ không? Dễ ợ. Anh cầm cái cỏ quẹt quẹt quẹt, thì ra cái anh này anh vẽ hình rất là đẹp. Ông chủ nhờ thế mới phát hiện ở trong con người mà mình coi là bất tài này đó, nó có tài vô cùng. Tài của nó là tài vẽ, mà lâu nay mình dụng nó không đúng, mình dụng nó không đúng cho nên mình thấy nó bất tài. Nhưng mà nếu mình phát hiện cái tài của nó thì tài của nó là tài vẽ. Support cho anh trở thành một cái người thợ vẽ nổi tiếng thời đó. Cho nên quý vị mới thấy không có cái gì là vô dụng, ăn thua chúng ta biết dụng nó. Hồi nhỏ ở Việt Nam á, mỗi một thầy đi tu á, là được một cái bình bát bằng đất. Nhất là các vị khất sĩ á, xài cái bát bằng cái đất, bằng đất, quý vị, bằng đất nè. Nhưng mà nếu như mà bát đó lâu ngày mà nó bị nứt, nó hư, không có bỏ, lấy dây kẽm ràng, mà ràng cho đẹp nha, ràng có lằn, có sớ vậy đó,
để làm những cái chậu trồng cây trước cửa mấy cái thất, đâu có bỏ. Hồi Pháp Hòa qua đây cùng với thầy viện chủ với quý Phật tử ở địa phương lập cái chùa Trúc Lâm, cái ngày mở chùa ra không có đến cái lư hương. Trên bàn thờ đó, toàn là hộp lon gì biết không? Lon đựng bơ, mấy cái lon thấp thấp đựng bơ nè. Dùng xong rửa sạch mỗi bàn thờ là một cái lon bơ, nhưng mà biết lấy giấy bao lại cho nên ta nhìn ta tưởng lư hương, mà thật sự là lon bơ. Đi vô trong chợ thấy người ta bán cái đồng hồ có những con số rồi nó xoay xoay vậy nè, cái anh Phật tử mua về anh tháo hết cái số ra, ảnh sơn màu trắng lại làm cái hào quang. Lên chùa thỉnh một cái tượng Phật, mà cái tượng Phật không có cái tòa, không có gì hết. Lấy cái thùng cạc tông dán lại xong, ảnh lấy cái giấy cạc tông, ảnh vẽ cái hình bông sen bằng cái bút lông. Xong rồi ảnh lấy kéo ảnh cắt thành ra cái hoa sen, gắn ở trước cái bàn này, lấy cái kim ghim vô, Phật ngồi trong y như ngồi trên bông sen. Cho nên á, cái gì là do chúng ta làm sao? Không có cái gì mà nó xui hết. Nếu chúng ta có con mắt, có cái tuệ giác, có cái thiền định để chúng ta nhận, cái nào cũng trở thành ra những cái vật thực, những cái phương pháp. Cho nên hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng như thế này: chỉ cần chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Chỉ cần có Phật Pháp là có phương pháp. Bởi vì Phật dạy mình cái gì? Phật dạy mình từ bi hỷ xả. Phật dạy mình nhìn đời bằng thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, mặc dù mình đang có nhục nhãn. Nhưng mà nhục nhãn mà nếu chỉ dùng để nhìn mọi sự mọi vật thì phiền não dữ lắm. Hãy lấy cái nhục nhãn đó tăng độ lên, đưa nó lên hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì từ cái nhục nhãn đó sẽ nhìn đời bằng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mình có năm thứ nhãn, năm cái nhãn, năm thứ nhãn, chúng ta gọi là ngũ nhãn. Nếu mà có được ngũ nhãn rồi thì đời sống của mình nó linh động. Nó linh động lắm, nó không có chết cứng. Mà chính cái linh động nó gọi là gì? Thần thông. Thần là gì? Là oai lực. Thông là suốt. Nhờ có oai lực cho nên cái gì nó cũng thông suốt hết. Cho nên ở trong kinh á, quý vị thường nói thần nhà, thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần mạ. Kinh Địa Tạng nhớ không? Phẩm đầu á, có những vị thần sông, thần lúa, thần trầm, thần gì đó. Rồi lúc mình tụng Đại Bi Sấm Pháp á, nhất tâm đảnh lễ, sơn thần, thổ thần, địa thần, thủy thần, phong thần. Tại sao kêu thần? Nó giúp cho mình một cách mầu nhiệm là thần chứ gì đâu. Đây, cái ly này, cái ly này bằng hồi trước kia là đất à. Nhưng mà nhờ người ta có cái sự nhận, có cái thông minh, có cái tuệ giác, ta biến đất, ta nắng đất này ra thành cái ly. Mà đặc biệt ta biết làm thêm cái quai. Cho nên cái ly mà nó đang nóng quá đi, mình không cầm được, tự nhiên có cái quai, thì cái quai này là thần. Quai. Cái ly, cái quai này là thần. Thần là đặc biệt, nó làm cho mình cầm mà không bị nóng phỏng tay, là thần. Nhưng mà có cái quai rồi đó, mình cầm cái ly này mình uống nước một cách nhẹ nhàng gọi là thần. Rồi bây giờ lỡ mà hôm nào cái quai này nó gãy đi rồi, mai nó lại đi làm cái lư hương đó, thần thông. Không có phí. Trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn may mắn. Vì trong cái may mắn đó, chúng ta giống như Pháp Hoài nói quý vị, lỡ mà mình có khổ tâm trong cuộc sống hiện tại này thì mình biết nhìn, mặc dù mình có khổ tâm nhưng mà ở mặt vật chất mình chưa khổ. So với những cái người mà người ta cũng khổ như mình, mà người ta vừa khổ tâm
mà người ta khổ luôn cả vật chất. Ta thiếu ăn, thiếu mặc, gia đình người ta thiếu trước hụt sau. Đã vậy rồi mà người nhà người ta còn cờ bạc rượu chè phung phí. Đã không tiền mà con mang nợ. Cho nên cái hên cái xui đó là do mình nói thôi. Cái gì mà mình hồi đó Pháp Hòa đi học á, bạn Pháp Hòa nó hay tội nghiệp Pháp Hòa lắm. Nó nói trời ơi sao tôi tội nghiệp vu quá, cuộc sống gì mà tối ngày cứ tàu hũ mì căng, vô chùa thăm Pháp Hòa thì không tivi, không bạn bè, không gì hết. Tối ngày cứ thấy đi học về ôm cái mỏ với cái chuông tụng, tụng đã đi nấu ăn rồi dọn dẹp, rồi nó cuối cùng nó trước khi nó ra cửa nó vỗ vai nó I feel sorry for you. Rồi bây giờ á, mấy đứa bạn đó, nó lên chùa, nó thăm Pháp Hòa, nó ngồi chơi mà ngồi không trọn. Ba, con uống nước. Ba, con đi tiểu. Nó cứ réo hoài, nó nói bây giờ I feel sorry cho ai. Hồi xưa anh nói tôi xui phải không? Vậy mà giờ tôi hên. Bây giờ mà anh thấy anh hên mà anh lại xui. Cho nên đó quý vị thấy không, cái phone mà cầm tay đó, thật sự là nó là cầm chân đó, đi đâu cũng bị dính hết. Thành thử ra thưa đại chúng, tất cả mọi sự việc, nếu chúng ta biết có cái tâm tu, có cái mắt tuệ, chúng ta nhìn thì cái khổ nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn khổ. Nếu không có bùn thì làm gì có sen, phải có bùn mới có sen. Chúng ta cũng khổ cho nên chúng ta mới biết tu. Chúng ta nhờ á, chuyện này chuyện kia bắt đầu mình ý thức, mình lo mình tu. Cái người mà không có cái chuyện gì mà khổ lụy, họ ít có khi nào họ nghĩ tới chuyện mà gọi là bố thí làm lành làm phước, ít lắm. Có những người người ta giác ngộ do không có cái gì đặc biệt, nhưng mà đa phần chúng sanh mình là phải có chuyện gì đó mình mới giác, đa phần là vậy. Còn ít có những người thượng căn thượng trí thì mới đạt đến cái lĩnh vực là sao, tự nhiên mà giác ngộ. Cho nên hồi nhỏ đi học, mấy anh Việt Nam cỡ tuổi Pháp Hòa cứ đi theo hoài, chú tại sao chú tu vậy chú? Mình biết làm sao, nói 15 tuổi mà biết cái gì? Mà đâu có, mình nếu mình nói trời tại tôi ý thức cuộc đời là khổ là nói dốc. 15 tuổi biết gì khổ. Cái cuối cùng hoài chọc mà nó tại thất tình. Cho nên thưa đại chúng là tất cả là do cái phước của mình. Thì bây giờ á, nếu mình nhìn là mình thấy rõ ràng mình có phước. Nếu mình nhìn kỹ mình thấy mình có phước. Chứ mình không phải là người hoàn toàn không phước đâu. Sở dĩ mình nói trời ơi sao tôi vô phước dữ thế này, không phải. Nhưng mà trong cái phước đó tại mình không biết tạo nữa. Và dĩ nhiên tất cả chúng ta có mặt ở đây là do đầy đủ cái cuộc đời này nó hình thành bởi nghiệp lực. Vì nghiệp lực cho nên có mặt ở đây, mà trong cái nghiệp lực này chúng ta còn chút phước. Giống như có những con chó, con mèo cũng đồng là con thú, nhưng mà con thú ở đất cái nước nghèo thiếu phước hơn những con thú mà ở đất nước Mỹ, đất nước gọi là tự do, đời sống vật chất tốt này. Quý vị thấy con chó, con mèo ở đây sao? Quá chừng. Có những người á, người ta muốn đi chơi một tuần á, người ta phải gửi chó, gửi mèo cho những cái trung tâm mà giữ chó mèo baby sit giùm mình á, một ngày mấy chục đô để mà giữ chó mèo cho mình tuần để mình đi chơi. Thấy nó có phước không? Ở Việt Nam mình là sao? Lang thang, muốn ăn đâu ăn, đâu có cái chuyện gì. Pháp Hòa có anh em Phật tử đi chùa mấy ngày dự khóa tu vừa rồi, không lo làm sao, con chó phóc ra phóc ra cái tường, đi bị CT bắt, để tờ giấy anh muốn lãnh chó nên đi tới chỗ này, về đó lãnh thêm 250. Anh nói thầy ơi con đi tu mà mắc quá. Thầy không bắt đóng tiền, chùa không bắt đóng tiền khóa tu, mà tại đi tu chó nhảy rào con bị phạt 250. Nhưng quý vị thấy cũng là con thú, nhưng mà con thú ở có phước ở đây. Con phước, con thú mà nó thiếu phước á, ở những cái quốc độ nghèo.
Thì thôi hôm nay sáng nay đó Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ mình nói chuyện đời chứ. Nhưng mà trong cái chuyện đời hàng ngày này, chúng ta tìm được chút đạo lý để chúng ta tu, chúng ta sống. Trong cái khổ, chúng ta ý thức khổ rồi chúng ta tu. Thử cái thân này mà nó khỏe hoài coi, mình không biết chăm sóc. Đừng có nói ai Pháp Hòa nè, không có biết lo cho mình. Bây giờ đến cái tuổi 40 là bắt đầu sức khỏe nó xuống, cái bây giờ bắt đầu ngồi đó là lo. Mà không phải lo gì, biết không, lo uống thuốc. Thế cho nên mình có bệnh chút cái bắt đầu mình biết chăm sóc mình. Chứ còn mình không có bệnh mình, nhất là người trẻ. Bây giờ Pháp Hòa cứ nói với các bạn, các em nhỏ nhỏ, nói thầy đó, thầy hồi xưa thầy giống mấy đứa y vậy đó. Đi học mùa đông mặc coi thường lắm, không bao giờ mặc đồ lạnh, mặc đồ cho ấm ít lắm, mặc đơn sơ thôi. Bây giờ bắt đầu cái lạnh nó thấu thấm xương rồi, bây giờ bắt đầu sợ. Đi đâu cũng phải ôm cái, hồi xưa Pháp Hòa nói mấy thầy mà hồi đó và nhỏ đi thị giả quý thầy á, và quý thầy lúc đó cỡ mình à, đi ngủ chùm cái nón và cười, trời ơi thiệt khổ ghê vậy, trời nóng mà đi ngủ chùm cái nón, bây giờ mình thiếu nón ngủ không được. Cho nên đừng có cười ai hết à, cười người hôm trước là hôm sau tới mình đó chứ. Bây giờ Pháp Hòa đi ngủ Pháp Hòa phải trùm nón. Có những cái ngày mùa đông á thì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc mình đi thị giả quý thầy, quý thầy ngủ quý thầy đỡ nón mình cười đó. Rồi hồi đó đó Pháp Hòa là sợ cái món cháo trắng lắm, ăn được nhưng mà sợ lắm, tại sao không, nó lỏng bỏng ăn nó không có đủ no. Bây giờ mà hở hở cái có cháo không. Thưa đại chúng là tại chưa tới phiên mình đó, chưa tới lúc mình phải dùng á thì mình dục nha. Mình là vậy đó, không cần dục tùm lum hết, mà tới hồi cần ấy đi kiếm muốn chết luôn. Trời ơi tôi nhớ rõ ràng tôi để đây mà. Đôi khi mình dục ở đâu mình đâu có nhớ, mà đa số mình là vậy. Khi không cần là bỏ lăn bỏ lóc, lúc tới cần là khóc lóc đi tìm. Phải không? Thành thử ra hôm nay mình nói những chuyện bình thường trong cuộc sống, mà chính những cái bình thường này chúng ta lại coi thường. Chính những cái bình thường này chúng ta coi thường, mà thật sự ra những cái chúng ta coi thường thì nó là gần gũi, rất gần với chúng ta trong cuộc sống, qua cái chuyện gọi là hên xui. Không có cái gì thật hên đó. Mình mất mình lượm tiền mà nó trời hên ghê vậy đó, nhưng mà đâu biết cái người mất người ta hên xui. Có một cái đạo hữu đó bên Mỹ nè, ông mở cái quán ăn, thì bữa đó khuya rồi, có hai người vô ăn. Ăn xong họ biết mình sắp đóng cửa, họ gấp họ đi ra. Thì họ bỏ quên là một cái túi hột xoàn, túi vàng vậy đó, trong đó và trị giá mấy chục ngàn. Thì đạo hữu mới gọi Pháp Hòa mới nói, thầy bây giờ con đăng báo được không? Con đăng báo coi có ai làm mất đồ này để tới nhận. Con thấy đạo hữu đăng báo đó, vừa đăng báo xong là mình cũng báo luôn. Trời đất ơi, có tiền có của để trong nhà mà đi đăng báo nữa. Mình cũng giống như mình nói, ông ơi con ở bụi này ăn trộm ăn cướp nó tìm tới làm sao. Thôi thì bây giờ đạo hữu cứ nguyện đi, nếu mà nguyện mình không có cái tâm tham, mình sẵn sàng để đây người đó đến nhận mình gửi lại. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ không ai dám tới, tại vì người ta nghĩ rằng dễ giàu gì mình tới mà mình nhận được cái túi đó. Thì thời gian sau cái túi đó không ai nhận. Thì Pháp Hòa nói thôi thì đạo hữu đem đi bán rồi làm phước đi, không có dùng cái tiền đó. Không? Thì bây giờ mình nhặt được cái của thì mình gọi là hên đó, thì cái người mất ta xui. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ trong cái giới thứ hai, ý thức được khổ đau do sự trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, con xin học hạnh từ bi không lấy của người khác. Vì mình muốn công bằng trong xã hội là của mình thì mình dùng, của người thì không đủ. Nếu muốn thì mình xin. Đức Phật nói rõ như vậy. Chúng ta ý thức được khổ đau và sự bất công trong xã hội. Còn riêng cái giới thứ ba thì Đức Phật dạy sao? Ý thức được khổ đau do sự đổ vỡ của những gia đình, những đứa nhỏ, cho nên con nguyện không làm việc dục nhiễm với người khác. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Con ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm gây ra, nên con nguyện nói những gì có thể mang lại an vui cho người.
Con biết rất rõ lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang hạnh phúc an vui cho người. Con ý thức rất rõ thân thể này là do tổ tiên ông bà trao truyền, cho nên con phải dưỡng thân cho tốt để tiếp tục công việc tu hành và tiếp nối dòng giống của tổ tiên. Và con ý thức rất rõ, nếu tâm con mà tiếp xúc những phim ảnh, sách báo, chuyện trò tiêu cực thì sẽ làm một tâm hồn bệnh hoạn. Cho nên hàng ngày con nguyện tiếp xúc những gì lành mạnh để có thể mang lại một tâm hồn tươi mát. Mình có quyền xem phim, đọc báo, nhưng mình nhớ là một bài báo nào có tính cách làm cho mình mở mang. Còn nếu một bài báo đó nó chỉ làm cho mình thêm những cái bực dọc, phiền lụy, thị phi, thì chúng ta nên bớt đọc, bởi vì nó sẽ không lợi cho tâm hồn và sự tu tập của mình. Và đại chúng thấy có những lúc mình gọi là mình xui, nhưng mà không ngờ mình nán lại đây một chút mà lại hên. Có nhiều khi người ta có chuyện gì người ta nán ở lại, ta không đi cái chuyến bay đó, phải không? Thì mình nói trời hên. Hoặc là mình bị trễ một cái gì đó, mình kêu là xui. Nhưng mà thật sự nếu mình đi chuyến đó thì mình lại gặp cái rủi ro. Cho nên trong cuộc đời này tất cả là do cái phước của mình. Chẳng qua mình dùng một cái danh từ rất là đơn giản là hên xui, mà thật sự hên xui nó không có thật. Mình nhiều khi hên của mình mà lại xui cho người khác làm sao? Cho nên thôi bây giờ mình nghĩ như thế này, mình không cần nghĩ gì, mình chỉ nghĩ đơn giản là thôi tôi gặp cái rủi này, nhưng mà biết đâu cái rủi này lại là một cái phương tiện giúp cho tôi hiểu biết cái khác, tôi biết được một cái khác. Có nhiều khi quý vị chạy lộn đường kêu xui phải không, mà nhờ chạy lộn đường phát hiện ra. Bữa Pháp Hòa đi Mỹ, con em Phật tử chạy đi nghe giảng mà chạy lộn đường, nhờ lộn đường quẹo sao mới quẹo vô cái công viên, mà trong công viên đó là nguyên một cái rừng sen. Giảng xong hôm sau nói thầy, con dẫn thầy đi chụp hình. Hỏi đâu chụp? Con nhờ lộn đường con phát hiện trong này nguyên một cái rừng sen rất đẹp. Quý vị thấy không? Có nhiều quý vị thấy ông ta chưởng một chưởng rớt từ trên núi xuống, tưởng chết rồi, ai ngờ lọt xuống cái chỗ võ công. Thế ngoại đào nguyên gì đó, rồi bắt đầu luyện võ công thâm hậu. Hồi nãy rớt xuống tưởng chết, giờ luyện công ở dưới này yên tĩnh không ai phiền mình hết, bay cái vèo lên núi làm bá chủ võ lâm. Rồi quý vị thấy Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không bị để trong cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, bị lấy lửa đốt 7-7-49 ngày để nó tan xương nát thịt. Nhưng mà không ngờ Tôn Ngộ Không ở trong lò lửa đó uống hết thuốc của Thái Thượng Lão Quân, mà thuốc đó toàn là thuốc trường sanh bất tử không? Uống xong rồi sức mạnh quá trời, tung cái lò ra, phải không? Tung cái lò ra đạp luôn cái lò lửa đó bể. Có 72 thần thông biến hóa. Thì chúng ta cũng là Tôn Ngộ Không đang bị ở trong cái lò lửa. Và nếu chúng ta khéo thì chúng ta sẽ uống hết thuốc của trong cái lò đó và bung được cái lò đó ra, thì chúng ta có 72 thần thông biến hóa. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Trời nóng quá thì tu quán. Cái nóng này nó chưa nóng bằng cái địa ngục. Có cái đứa nhỏ nó nói vậy đó. Pháp Hòa dẫn nó đi vô chùa, rồi mấy đứa nhỏ kia ngồi bực bội, nói trời thầy ơi nóng quá nóng quá. Nó nói mày đừng có la nữa, cái nóng này nó không bằng nóng địa ngục đâu. Trời ơi, mình nghe cái đứa nhỏ đó, không lẽ mình mời nó lên thuyết pháp chứ. Nó thuyết một bài pháp quá chừng hay, một câu nói thôi mà đầy tuệ giác, thấy không? Cái nóng mà bình thường của một cái xứ nóng này nó không có nghĩa gì so với cái nóng của cái nóng gì, cái nóng rực của tâm hồn. Cái băng giá ngoài đường nó cũng không băng giá bằng cái băng giá của tâm hồn của một cái gia đình mà không ai nhìn nhau, không ai nói với ai. Cái sự lạnh lùng của một người bạn mình đi chùa mà không thèm ngó mình, mình không có khổ bằng cái người thương của mình
mãi giờ ngoảnh mặt làm ngơ với mình. Thí dụ vậy. Cho nên trong cái cuộc sống, nếu chúng ta có một cái giỏi là chúng ta uống thuốc đó rồi, thì chúng ta có thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không, có 72 phép. Cây thiết bản đó là tượng trưng cho cái tâm của mình, tâm vững chãi của mình. Nhưng mà vững chãi mà thảnh thảnh thơi, cho nên muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài, thậm chí biến nó nhỏ xíu nhét lỗ tai. Quý vị nhớ cái thiết bản đó không? Đó là tượng trưng cho con người biết sống tùy duyên tùy lúc. Có lúc cần dài thì dài, có lúc cần ngắn thì ngắn, có lúc cần thu gọn nhét vô lỗ tai thì cứ nhét. Không, có lúc mình là ông gì đó, có lúc mình là bà gì đó, nhưng mà có những lúc mình chỉ là không gì hết. Người ta không biết mình là ai, that's fine, khỏi phiền. Hiểu ý không? Thì được như vậy thì chúng ta là Tôn Ngộ Không trong lò bát quái. Có thiết bản trong tay thì không sợ thiên đường, cũng không ngán. Sáng ăn cơm sườn cũng được, chiều ăn nước tương cũng được, miễn sao tối leo lên giường nằm coi cải lương. Đạo lý sống nó vậy. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Thưa đại chúng, năm nay theo lịch thì chúng ta đón năm Nhâm Dần. Dần là chi thứ 3 trong 12 địa chi. 12 địa chi tức là 12 con giáp đó. Tý, Sửu, Dần, Mẹo đó. Thì Dần là con cọp, người Việt gọi là cọp, người Hoa gọi là hổ. Thì Dần là cái tên, cái tên là ở trong cái thứ 3 của 12 chi, Tý, Sửu, Dần. Tháng Giêng, tháng này nè, tháng Giêng này gọi là tháng Dần. Thí dụ giờ nó nói tháng, hồi xưa người ta không có xài tháng 1, tháng 2, người ta xài 12 con giáp thôi. Tháng, ngày, giờ đều dùng 12 con giáp hết. Thì hãy nói tới tháng Dần, tức là nói tháng Giêng đó, tháng 1 này nè. Rồi khi mình nói đến giờ Dần là từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng. Là cái giờ đó là thường ở trong chùa là các thầy phải thức dậy để tụng kinh đó. Cho nên mới có cái bài kệ là tùng triêu dần đáng trực chí mộ đó. Tức là từ suốt giờ Dần thẳng đến tối. Giờ Dần là từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng. Tùng triêu dần đáng tức là sáng giờ Dần. Trực chí mộ tức là thẳng tới tối. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, xin tất cả mọi loài chúng sanh ở dưới chân tôi đó, các vị phải tự bảo hộ lấy mình nha. Tức là nói với con kiến, con trùng, con những cái con dưới chân mình á, các vị từ sáng giờ Dần, 3 giờ sáng cho tới tối, các vị chúng sanh ở dưới chân tôi, các vị phải cẩn thận, vì người ta đi đứng có thể người ta đạp chết quý vị. Thấy không? Tất cả chúng sanh ở dưới chân tôi phải tự lo lấy. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhưng mà nếu lỡ tôi hay là ai đó đạp quý vị, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nếu mà tôi và lỡ đạp quý vị đó, thì nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, nguyện ngay lúc quý vị chết đó liền sanh về cõi tịnh độ. Đó là cái bài kệ mà để nhắc nhở, và đồng thời cũng nói với cái người xuất gia hay là cái người tu tập, từ sáng cho đến tối chúng ta phải đi đứng cho cẩn thận. Mà hãy đi đứng cẩn thận thì nói năng phải đàng hoàng. Nghĩa là nói tóm lại là sống phải cho chậm rãi, cẩn thận. Lời nói, bước chân. Bước chân đây là còn chỉ cho cái hành động của mình, cái việc làm của mình. Làm sao để đừng có tổn thương đến người khác. Thấy không? Mà đến nỗi côn trùng dưới chân mình mà mình còn thương họ, mình còn nhắc nhở họ, thì huống chi là những người sống xung quanh mình. Đó là cái sự nhắc nhở. Cho nên khi hồi xưa ta nói giờ Dần, thì bây Dần là 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng. Tháng Dần là tháng Giêng. Ở trong tiếng Hán thì gọi là hổ, tiếng Việt gọi là cọp.
Theo một tác giả viết cái bài thì ông nói rằng có thể người Việt bắt đầu sử dụng chữ cọp từ giữa thế kỷ thứ 19. Rồi ở trong nhân gian á, người ta rất là kính thờ. Tại vì sao? Tại vì con hổ đó, con cọp đó, là một con vật vừa có cái tính thiện, tính ác và có tính bảo hộ, gọi là chúa sơn lâm mà. Nói tới chúa sơn lâm là người ta liền hiểu ra nó tới con cọp. Vì sao? Vì nó có thể không ai dám tới gần nó. Nó là vua ở trong rừng. Vì vậy cho nên nếu mà nói kính trọng thì người ta kêu là ông, chứ người ta không gọi con, ông hổ. Cho nên quý vị thấy có nhiều nơi người ta thờ năm con cọp, một cái bức tranh gọi là ngũ hổ, thờ năm cọp mà người ta để, người ta thờ, người ta cúng, nhất là ở những đình miếu. Có khi gọi là, tiếng Việt gọi là cọp, tiếng Hán gọi là hổ. Có khi gọi là hạm. Cho nên ai mà ăn nhiều như con cọp kêu ăn như hạm đó. Ăn như hạm tức là ăn như con cọp đó. Ý nói là sao? Ý nói ăn nhiều vậy thôi, chứ có gì đâu, ăn khỏe, ăn nhiều. Cho nên người Việt mới có câu nè: nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Phải không? Ta ý nói là người nam ăn khỏe, người nữ ăn ít. Sau này cái có vị ta chế, ta giỡn, ta nói, nam thực như hổ, tới cổ lại dừng. Ăn no thôi chứ không? Nữ thực như miêu, bao nhiêu cũng hết. Ăn như mèo vậy đó. Nhưng mà ăn lại ra ăn hoài. Mà thường thường ăn vặt á, ăn hàng á, thường là người nữ nhiều hơn. Người nam thì cũng có nhưng mà ít. Thường thường ăn lặt vặt, ăn cả ngày, thường thường là người nữ. Cho nên nam thực như hổ, tới cổ lại đầy, lại dừng. Nó thôi. Nhiều khi người nam ta ăn ngày ba cử, không có ăn vặt. Người nữ thì thích ăn vặt hơn. Cho nên là nữ thực như miêu, bao nhiêu cũng hết. Ta đùa giỡn vậy. Thì mình hay nói câu là ăn như hạm, tức là ăn như cọp. Rồi có khi ta kêu là hầm. Hầm là sao? Tại vì người ta gọi theo cái tiếng gầm của con sư tử, xin lỗi, con cọp. Khi nó gầm gừ lên thì cái tiếng âm, cái phát, cái âm, cái âm điệu gầm của nó thì ta kêu hầm. Có khi ta kêu là hùm. Cho nên mình mới có cái chữ hùm. Thì ở trong kinh á, Đức Phật cũng có nói những cái hạnh. Tại vì thường thường á, Đức Phật cũng hay giảng là mỗi một con vật nó có những cái đặc biệt của nó, tính tốt, tính xấu. Thì cái gì, cái tính xấu thì mình chừa, cái tính hay thì mình học. Như hồi nãy trong cái bài chia sẻ của thầy Tịnh Tạng đó, thầy trích ở trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trong đó đó, ngài ông vua Mi Lan Đà mới hỏi ngài Na Tiên về cái con cọp. Thì ngài Na Tiên mới đưa ra năm cái đức tánh của một con cọp. Thì những cái bài mà nói về 12 con giáp đó, thì trước kia Pháp Hòa đã nói hết rồi. Nếu quý vị có dịp mà sưu tầm lại những cái bài giảng của Pháp Hòa, từ con chuột là tí đó, sủ dần mẹo 12 con giáp. Trước kia 12 năm mỗi một con giáp là Pháp Hòa đã nói, đem những cái bài kinh ra để chia sẻ với quý vị rồi. Thì hôm nay mình không có nhắc lại, có dịp thì quý vị tìm lại những bài đó. Thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với quý vị một chút xíu về cái ý xuân mà theo cái nhìn của người tu. Thường thường ở Việt Nam mình, hệ Trung Hoa đó, Tết đó, thường rơi vào cái dịp mà mùa xuân. Cho nên mình hay dùng cái chữ là mùa xuân. Ý muốn nói gì? Nếu đứng trên bốn mùa thì mùa xuân là cái mùa mà cây cối xanh sôi nảy nở, và để nói lên bắt đầu của bốn mùa. Cho nên người ta có câu đó: thiên hữu tứ thời xuân tại thủ. Thời tiết đất trời có bốn mùa. Thiên hữu tứ thời, trời đất có bốn mùa. Xuân tại thủ thì mùa xuân là mùa đầu tiên nhất. Thì nói câu đó để người ta bắt qua cái ý thứ hai là nhân sanh bất hạnh hiếu vi tiên.
Tức là trong trăm hạnh của người thế gian mình, trăm cái hạnh sống, thì cái hạnh hiếu thảo là hạnh đầu tiên nhất phải có. Thí dụ như giờ mình đối tốt với người ta cũng là một hạnh, mình thương người cũng là một hạnh, mình giúp người cũng là một hạnh. Trong cuộc sống này nhiều cái hạnh sống tốt lắm, nhưng mà cái hạnh tốt nhất phải thể hiện đầu tiên nhất là hạnh hiếu thảo, phải không? Cho nên nên lấy đất trời nói để mà dẫn qua cái ý thứ hai là nói đến cái hạnh của con người. Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân sanh bách hạnh hiếu vi tiên. Con người có cả trăm hạnh thì cái hạnh hiếu là hạnh đầu tiên. Thì nói tới mùa xuân thì ai cũng nói tới cái Tết. Cho nên người nào á, gặp nhau Tết, hãy nói tới mùa xuân, nói tới Tết là tự động nó tự nhiên nó xảy ra trong mọi người là sao? Phải nói những điều tốt. Ngày đó cái gì cũng phải dành cho nó tốt hết. Cho nên chúng ta gọi là Tết nhất. Tết không có gì qua Tết hết á. Tết phải nhất thôi. Nhà cửa phải sạch nè, quần áo phải mới nè, phải không? Có nhiều người nè đi khất tóc nè, đi làm đẹp để ăn Tết nè, sắm cho mình một bộ quần áo mới nè, chùi nhà, chùi lưu, tất cả từ nhất nhất bếp nút nhà cửa mọi thứ phải sạch sẽ. Và thậm chí ngày hôm đó cái gì mà không hên, không hay là không có nói. Nói những cái điều tốt đẹp thôi. Và thậm chí cười vui, gặp nhau là phải cười. Rồi gì nữa, gặp nhau đãi nhau mức. Tại sao Tết ăn mức? Tại vì tất cả những món mức đều làm cho nó thành vị ngọt hết. Khoai lang đem ngào với đường làm mức khoai lang, mãng cầu me chua mà. Tại sao? Tại vì Tết mình phải đãi nhau cái món ngọt. Nghĩa là cái gì ngọt ngào mình đem ra mình đãi nhau. Mặc dù bình thường vẫn ăn kẹo đó, nhưng mà sáng mùng 1 thích ăn miếng ngọt gì đến chi? Để nhắc nhở mình và cũng như tặng cho người. Cho nên gọi là Tết nhất. Cho nên buồn gì buồn, giận giận cất hết nha. Tết là phải nhất. Gặp nhau là không có nói chuyện xui xẻo à. Chứ gặp nhau mà không có, mà nói những cái lời mà người ta nghe người ta không vui là ta không thích đâu. Cho nên người ta sợ những người mà sáng gặp cái mặt không vui, sáng mùng 1 ta sợ. Vì vậy mà mình á, chính bản thân mình cũng né nữa. Mình sợ mình tới nhà người ta sáng sớm mùng 1, lỡ năm đó người ta có chuyện gì người ta đổ thừa mình, chị đó, anh đó, ông kia, bà nọ xông đất nhà tôi. Mới sáng mùng 1, cho nên ngày mùng 1 thường ở Việt Nam nó không có đi đâu hết á, ở nhà thôi. Muốn đi thăm ai là mùng 2 mới đi. Tại mình sợ mình đi xông đất nhà người ta cử. Cho nên mùng 1 ở nhà mừng tuổi ông bà. À, cho nên vì vậy cho nên nói tới mùa xuân, thậm chí một người nào mặt mày sáng sủa, cha bữa nay có mùa xuân nha, bữa nào người nào mà bí xị nói trời làm gì vậy? Mặt không có mùa xuân vậy. Cho nên nói tới xuân là nói tới Tết, vì Tết của người Việt mình nó rơi vào cái thời điểm mùa xuân. Và khi cái mùa đó nó lành lạnh, cái mùa nó lành lạnh, cho nên cây mai á, nó trổ, đào nó trổ. Vì vậy mà chúng ta trưng những cái hoa gì nó nở vào cái dịp đó thì chúng ta lại trưng nó lên dâng cái dịp Tết đó. Có hoa mai, có hoa nhớ hồi nhỏ, có hoa tỉa lá cây mai, để cho đến cái ngày đó hoa nó khó à, mai đào. Ở trong Nam thì cây mai, ngoài Bắc thì lạnh lạnh có đào, cho nên mình trưng mai, trưng đào. Mà thấy cây đào, cây mai là tự nhiên mình thấy Tết đó. Thì đối với người tu, vì người thế gian á, là mình phải trang hoàng cái gì đó để nói lên được cái nhộn nhịp của ngày Tết. Nhưng mà đối với cái người mà người ta có khả năng sống bình thản với mọi cảnh, và cảnh nào người ta cũng vẫn thấy nó đẹp, thì cảnh đó chính là cảnh xuân của người ta. Cho nên á, ngày các vị thường hay có những bài thơ thiền về mùa xuân. Khi nói đến thiền không phải là ngồi thiền không. Chữ thiền là gì? Chữ thiền là gì? Thiền là người có khả năng sống và nhận diện với những gì đang xảy ra trước mặt mình.
Ví dụ hôm nay đại chúng ngồi đây, Pháp Hòa nhận diện sự có mặt của đại chúng, Pháp Hòa vui hết lòng với sự có mặt của quý vị. Đó là thiền. Mình ăn một chén cơm mà mình có mặt trọn vẹn với cái bữa cơm đó là thiền. Thiền không phải ngồi trên cái bồ đoàn tắt đèn lim dim. Cái đó là ngồi thiền một cái khoảng khắc mình tĩnh tâm đó. Nhưng mà mình phải có khả năng sống thiền, tức là sống và có mặt và nhận diện, nói theo bình thường là enjoy với những gì, những gì đang xảy ra. Có một Phật tử ở xa bay qua đây có 3 ngày thôi, và không báo trước gì với chùa hết. Tự nhiên sáng anh vô nói con coi phim mấy cái bài giảng của thầy con thích quá, bữa nay con lấy ngày nghỉ con bay qua đây con thăm chùa, mà con sợ làm phiền cho nên con không báo gì hết. Con tấp vô chùa, có thầy thì con thăm, có con thăm chùa rồi con ra ngoài con nghỉ cũng được. Sau đó mà nó thôi nghỉ ngoài chi, nếu không ngại trong chùa chật vật thì cứ ở cho vui. Và khi anh đồng ý rồi, Pháp Hòa nói với anh câu enjoy, enjoy your stay. À, tức là mình làm sao mình trang rãi cái lòng của mình, bất cứ cái cảnh nào thì nó là thiền. Trong cuộc sống á, nhiều khi cái cây á, con chim á, nó hót ở trên cành, nó cũng đâu có ý nó thấy mình tới nó hót cho mình nghe đâu. Hoa nó đâu có ý là nó thấy mình ra nó nở đâu. Bản chất thiên nhiên của nó là hễ trời ấm đủ khí tiết thì tự hoa lá nó có mặt và nó nở một cách rất thiên nhiên như vậy. Và mình cũng thế, mình thấy nó đẹp thiên nhiên, mình cứ enjoy nó, mình tận hưởng nó thiên nhiên như vậy. Không có cần gì phải nói là nó phải nở cho mình phải ra với nó. Thiên nhiên là vậy đó. Thiên nhiên là một đẻ đẹp rất tự nhiên và không có một bàn tay nào tạo tác trong đó, cho nên chúng ta gọi là thiên nhiên. Thì ngài Trần Nhân Tông, ngài là một vị vua đời nhà Trần của nước Việt Nam. Ngài nhường ngôi cho con của ngài vào năm 1293. Ngài Trần Nhân Tông truyền ngôi xuống cho người con là Trần Anh Tông để mà ngài lên núi Yên Tử ngài tu. Và sau này ngài trở thành một vị tổ khai sáng một dòng thiền mà chúng ta thường gọi là thiền Trúc Lâm. Dòng thiền Trúc Lâm, cái núi đó ở ngoài Bắc gọi là núi Yên Tử, có khi đọc là An Tử, An Tử Sơn, núi Yên Tử. Thì ngài lên trên núi Yên Tử và đến cái mùa Tết, mùa xuân thì hoa lá nở, chim hót. Và ngài đã viết một bài thơ nhận cái cảnh đó bằng một cái tâm rất là vắng lặng của ngài. Và cái chỗ đó là cái chỗ mà có thể nói là cái chỗ mà cái chỗ đặc biệt, cái chỗ đạt đạo của cái người tu. Giống như ngài có một bài thơ diễn tả khi mình chưa hiểu đạo đó, thấy không? Niên thiếu chưa từng rõ sắc không, xuân về chim én rộ trong lòng, chúa xuân đã bị ta khám phá. Khi mà còn nhỏ đó, thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, hồi nhỏ mình chưa có hiểu được cái nghĩa của sắc và không, ý nó là cái hiểu đạo đó. Trời ơi, đến mùa xuân là mình sao? Mình vui lắm. Nhất là nít đó, nghe nói tới Tết là chuyện đầu tiên nghĩ tới là gì? Được lì xì. Rồi á, cứ 5-10 phút là chạy vô góc móc tiền ra đếm rồi nhét vô túi lại. Cái 5-10 phút là móc tiền, ở đây có ai? Quý vị đúng không? Hồi nhỏ là mình cứ, tại vì sao, đối với mình á, Tết là một cái gì nó vui lắm. Và mình không có lo gì hết á. Nhà có gạo ăn mình cũng không lo, miễn mình cứ nghĩ trong bụng là Tết tới là mình sẽ có lì xì, phải không? Chỉ cái đó là cái tuổi nhỏ. Thì cái người, con người đời của mình cũng vậy nè. Tết đến là mình lo chưng diện đồ, rất là bình thường, đâu có gì lỗi đâu. Nhưng mà đối với người tu thì khi chưa hiểu đạo thì Tết đến mình, cái lòng mình vậy đó,
thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về chim én rộn trong lòng. Giống như mình nao nức vậy đó. Nhưng một ngày nào đó mình đã khám phá được, mình khám phá được mùa xuân rồi. Mùa xuân đâu phải chỉ tháng này đâu, đối với người tu mùa nào cũng xuân hết, phải không? Cho nên bây giờ mùa xuân, phải không, tôi không cần múa lân đốt pháo, tôi không cần bất cứ cái gì hết, tôi chỉ cần trải cái tọa cụ ngồi thiền đón ánh hồng, thiền bản bồ đoàn đón ánh hồng, tức là ngồi trên tọa cụ vẫn đón xuân được. Cho nên mỗi năm mình đón giao thừa hai cái, một cái giao thừa theo tập tục người Việt thế gian, một cái giao thừa của thiền giả. 31 tây tháng 12 là nhằm cái lúc khóa tu Tây Thiên, ở trên khóa tu mùa đông ở trên tu viện Tây Thiên. Rồi chúng ta đón mừng năm mới 2022. Đón mừng năm mới bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta lên ngồi thiền trên chánh điện. Ngồi thiền từ 11 giờ rưỡi mình lên mình ngồi cho đến đúng 12 giờ, khỏi nói gì hết, lặng lẽ. Thì trong cái lặng lẽ đó thì cái vị mà người ta canh giờ đúng 12 giờ thỉnh chuông trống Bát Nhã lên báo bước sang năm mới, không vỗ tay, không pháo, không gì hết, lặng lẽ ngồi thiền đón Chúa Xuân. Quý vị hiểu không? Còn cái xuân mà mình đón ở chùa Quốc Lâm là đó là phong tục của người Việt. Mình đón theo, vì thật sự Tết nó không phải lễ nghi gì của nhà chùa cá, như nhà chùa ăn Tết ké. Ăn Tết ké của nhân gian. Nhưng mà và đại chúng thấy là ở cái hải ngoại mình đây, chỉ có về chùa mới có không khí Tết. Có bánh tét, bánh chưng, có mai, có đào, có cái không khí. Chứ còn ở nhà mình là đúng là lặng lẽ. Lặng lẽ đón xuân. Có nhiều người 12 giờ khuya còn đón xe bus đi làm đó, cũng đón xuân ở ngoài trạm xe bus vậy. Rồi ngày mai sáng mùng 1 cũng phải đi làm chứ có được nghỉ đâu. Thành thử ra ở Việt Nam vì Tết ở quê hương của mình, còn đây là mình nhớ Tết, mình tạo một cái khung cảnh Tết. Chứ còn thật sự đối với người Tây Phương mấy ngày này không có lại gì hết, là ngày bình thường. Thành thử ra đối với mình thì mình nói là đón xuân đón Tết chỉ một cái ý nghĩa để chúng ta nhắc nhở thôi. Chứ còn nếu cái người mà đã thấm nhập rồi thì mọi việc cũng bình thường. Đó, quý hiểu được cái chỗ đó ha. Cho nên mùa xuân đón Tết, nếu mà mình lặng lẽ thì tối nay ngủ đúng 12 giờ khuya, dù mình còn thức mà, rồi thêm một mùa xuân mới, một ngày mới chứ có gì đâu. Cho nên đối với ngài, khi mà ngài chưa hiểu đạo thì ngài nói lên cái chỗ chưa hiểu đạo của mình. Thở nhỏ chưa từng hiểu gì hết, cũng như mình vậy thôi. Hồi nhỏ mình mong lì xì lắm, giờ Tết rồi đâu mong lì xì gì nữa đâu, bình thường. Nếu mà bất quá thì gặp nhau chúc lành nhau một câu nói vậy đó. Rồi bây giờ hồi nhỏ trong Tết để có quần áo mới mặc, bây giờ muốn có quần áo mới ra tiệm mua cái có liền. Hồi nhỏ mình nghèo lắm. Đợi Tết mới có được một bộ quần áo mới. Mà Pháp Hòa nhớ có nhiều khi mặc xong rồi giặt cất, năm tới mặc tiếp. Phải không? Thấy nghèo quá nó phải vậy thôi. Hồi nhỏ mà nhớ là nhiều khi có một bộ đồ mặc mấy năm luôn á. Mặc xong ngày mùng 1 và sáng mùng 2 má lấy lại. Lấy lại cất tủ khóa kỹ, năm tới mặc nữa còn. Mà sao năm tới mình vẫn mặc được? Tại ốm nhôm nhách còn nhiêu đó thôi. Năm nay cũng nhiêu mà năm tới cũng nhiêu đó thôi. Một bộ đồ mặc mấy năm. Rồi cái đồ chơi của mình coi, trời ơi, mỗi lần mình được một cái đồ chơi gì nhỏ nhất, chơi tận, mình enjoy nó tận cùng vậy đó. Cho nên hồi nhỏ đó, cái đứa nhỏ mà nó nghèo vậy đó, đôi khi nó tu thiền dễ hơn. Còn giờ cái đứa nó giàu quá, nó nhiều đồ chơi quá, nó chưa biết thiền. Tại vì nó nhiều chọn lựa quá, còn nghèo không có gì để chơi đó. Giờ hồi nhỏ có một cây cà rem mà. À, mình liếm một cái xong cái đứa nhỏ ngồi kia, ê mày cho tao liếm một cái coi mày. Đưa cho thằng bạn không gớm, không ghê, không gì hết trơn á. Mà hai đứa ăn cây cà rem rất thiền. Ăn mà sợ nó hết lắm. Ăn mà mân mê, ăn mà tận hưởng lắm. Thiền đó. Hồi nhỏ tu thiền mà không biết. Còn mình bây giờ sao? Ăn với lo toan, ăn với bận rộn. Thậm chí ăn mà so sánh, kem này không ngon bằng kem kia.
kem Mỹ ngọt hơn kem hạt, kem Nhật kem Nhật thơm hơn kem Hàn, ví dụ vậy. Hồi nhỏ không có gì để hưởng hết đó. Ba cái nước đá nhúng màu kêu cà rem gì mà rút ra cứ miệng ngọt ngọt, mát mát là khoái rồi, phải không? Miếng nước cốt dừa đậu đỏ đông lại cái kêu kem đậu đỏ trái chuối ép ra thoa miếng nước cốt dừa rải miếng đậu phộng để vô bịch ni lông vô đông đá kêu kem chuối ăn cây kem chuối mà ăn hết sức là ngon lành, ăn thiền đó. Trời ơi, ăn miếng chuối xào dừa để trên cái lá đó, ăn xong rồi lấy cái lưỡi lý miếng lá mà sạch trơn vậy đó. Ăn mà quên đất trời hết trơn vậy đó. Hồi nhỏ tu thiền dữ lắm đó. Giờ lớn lên quá nhiều thứ thì chúng ta bị phân tâm, và phân tâm là mất cái cảnh thiền của mình. Cho nên quý vị nào có dịp lên Banff, đi lên núi, thấy mây thấy núi thiên nhiên bình thường, đâu có xa hoa, đâu có đèn đuốc, đâu có gì, mà tại sao mình lại tận hưởng cái cảnh đẹp thiên nhiên đó? Rồi mình đi vô trong rừng, mình im là mình nhắm mắt lại để mình nghe những cái tiếng hót của chim, những tiếng reo của thông, hay vô cùng. Ở trên Tây Thiên là Pháp Hòa hưởng mùa xuân như vậy thường lắm. Có những ngày gió lớn, Pháp Hòa đi thiền ở dưới hàng thông, những hàng thông nó xào xạc, nghe nó như những cái tiếng sóng biển, hay lắm. Cho nên Pháp Hòa thích ở trên Tây Thiên vậy. Có một hôm Pháp Hòa ngồi thiền ở trên Tây Thiên, Pháp Hòa mới làm cái bài kệ 4 câu. Mỗi sáng đón bình minh, lặng lẽ soi tâm mình, nắng đang về trên lá, nghe gió vang lời kinh. Rồi ngồi buổi sáng mình ngồi thiền trên Tây Thiên, mỗi buổi sáng bình minh, lặng lẽ soi tâm mình, nắng đang về trên lá, nghe gió vang lời kinh. Tiếng gió nó reo thôi, nhưng mà mình nghe tiếng gió nó hay, nó làm cho mình đủ cái tĩnh lặng, nó hay như một lời kinh chứ không có gì hết. Nó hay như một lời kinh vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà cái người tu tập mà mình có được. Thì ở đây Ngài Trần Nhân Tông, Ngài trong nhiều bài thơ thiền về mùa xuân của Ngài, Pháp Hòa trích một bài thôi để dành hôm khác nói tiếp. Đây là một bài thơ của Ngài. Bài này có tên là Xuân Cảnh. Ngài không nói về tả cảnh xuân thôi. Tại chúng nghe bài thơ của Ngài, bài thơ nguyên văn bằng chữ Hán, rồi được giáo sư Nguyễn Huệ Chi ông dịch. Pháp Hòa đọc cái bài, đọc sơ cái bài tiếng Hán cho đại chúng nghe. Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, họa đường thiềm ảnh mộ vân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ỷ lan can kháng thúy vi. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi dịch đại ý cái bài này là như thế này. Sâu ở trong hoa dương liễu, chim hót chậm rãi, tức là ở trên cành dương liễu, chim nó hót chậm rãi. Dưới bóng thềm ngồi, dưới bóng thềm của ngôi nhà, mình thấy được mây chiều nhẹ bay. Là quý vị cứ tưởng tượng cảnh gì đó, ở trong một cái ngôi nhà đơn giản, mình nhìn ra bầu trời mình thấy mây đang bay, và trên cành liễu thì chim đang hót. Vậy thôi. Khách đến không có hỏi việc gì khác hết, tức là khách đến không hỏi chuyện đời, cùng với Ngài đứng tựa lan can mà ngắm nhìn một màu xanh biếc. Thí dụ như Pháp Hòa ví dụ, một hôm nào Pháp Hòa ngồi uống trà, xong một cái bình trầm, ngồi tĩnh lặng uống trà, quý vị bước lên chánh điện, quý vị thấy Pháp Hòa đang ngồi uống trà im lặng thưởng thức trà và cái mùi hương trầm nhẹ tỏa. Quý vị chỉ cần đến ngồi, ngồi yên đó, rồi Pháp Hòa thấy quý vị đến ngồi yên, Pháp Hòa rót chung trà, quý vị chỉ chắp tay xá uống trà và không cần hỏi gì hết.
cũng giống như vậy đó. Nhiều khi mình đang buồn phiền gì đó, mình định lên mình hỏi câu hỏi gì đó, nhưng mà khi mình lên mình thấy cái cảnh nó yên tĩnh như vậy, nó thanh thoát như vậy, mình ngồi đó mình uống trà và nghe, chỉ cần 5 phút thôi, tự nhiên người mình nó lắng xuống, nó nhẹ xuống. Hồi nãy mình hừng hực ở dưới lầu à, mình lên mình định hỏi chuyện này chuyện kia, tới chừng mình lên mình thấy cảnh đó cái mình lắng xuống. Thì cái chỗ mà Ngài muốn nói chủ với khách, chủ là Ngài hay là khách là ai đến, nhưng mình hiểu như vậy cũng được, nhưng mình cũng có thể hiểu là gì, chủ là gì, hoa nở chim hót một cách rất là tự nhiên. Mình là khách, mình là khách bước ra, tức là mình là người bước ra, mình thấy chim hót mây bay cảnh đẹp như vậy, đừng nói gì hết, nói chim nó bay đi im lặng để thưởng thức. Cho nên ở đây á, chúng ta thường nói là chủ với khách. Mình nếu mà đứng trên phương diện con người thì đây có người chủ người khách, nhưng đối với cảnh, cảnh phô bày cái cảnh rất đẹp thiên nhiên, mình đến á, mình cứ thưởng thức đi, đừng có thắc mắc gì hết, đừng hỏi han gì hết. Có hôm nào á, những cái bữa mà tuyết mà nó hơi tuyết mà nó không quá lạnh á, nó còn bám trên cái cây khô, mình nhìn ở ngoài sân, từ trong nhà mình nhìn ra cảnh đẹp. Có bao giờ đại chúng ngồi hay là đứng ở cái cửa sổ mình nhìn ra cái nhành cây đó, mình thưởng thức cảnh đẹp đó không? Hay là mình nhà mình đã được một cái khoảng đất trống mà cảnh tuyết nó đẹp, có bao giờ mình đứng mình thưởng thức không? Nếu mà có thưởng thức là mình là người có khả năng sống tĩnh lặng. Còn nhà mình đã cảnh đẹp xung quanh rất nhiều mà chưa bao giờ mình thưởng thức hết, mình lăn xăng cả ngày là nguy hiểm, không có thưởng thức. Mình ở những cái cảnh rừng có lá thu rơi, có những ngày mưa mà mình được nghe cái tiếng mưa trên lá, tại sao cảnh đẹp như vậy mà mình không thưởng thức? Cảnh thiên nhiên nó phô bày đẹp như vậy, cái âm điệu nó hay như vậy mà mình không thưởng thức. Có một năm khóa tu của mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa dẫn đi thiền hành qua một cái công viên. Khi đến công viên rồi, Pháp Hòa biểu tất cả ngồi xuống hết, cả 100 em vậy đó, ngồi im lặng, không ai được nói chuyện gì hết, hãy nghe. Pháp Hòa biểu mấy em nghe đi, nghe cái silence, nghe cái im lặng. Sau khi xong có hỏi nãy giờ mấy đứa nghe được gì? Dạ con nghe được tiếng gió, con nghe được tiếng chim, con nghe được cái tiếng đi bộ. Tại vì bình thường tâm mình động, những tiếng đó mình nghe không được. Mà mặc dù cái tiếng đó nó vẫn phô bày mỗi ngày, chim nó vẫn hót, gió nó vẫn reo, nhưng mà do tâm mình chưa tĩnh lặng cho nên mình chưa thưởng thức được những cái tiếng hay và cảnh đẹp đó. Cho nên người tu thiền không phải là cái người chỉ ngồi trên bồ đoàn tổ cũ, mà là cái người có khả năng sống chậm lại để nhận diện những gì đang có mặt. Thưa đại chúng, sống thiền là chậm lại, không có nghĩa là mình bị lui sụp, mà người có đủ cái khả năng định tĩnh nhận diện những gì đang xảy ra. Mà cái người mà có định tĩnh nhận diện như vậy á, cái sự phản ứng á, nó không có nhanh nhẩu mà nó rất là chuẩn mực. Thường thường mình nghe ta vừa nói xong mình bụp liền, mà ta hỏi sao, sao nãy giờ ông nói sớm? Tại mình nhanh quá, ta chưa xong là mình đã nhảy vô mình nói rồi. Mà người chậm á, người thiền á, là để ta nói xong đi, xong câu chuyện ta rồi mình nói. Thì chừng đó mình nghe hết câu chuyện ta nói, có thể cái hiểu của mình nó sâu hơn. Mà khi hiểu sâu hơn, mà nãy giờ những gì cái tư kiến của mình nãy giờ đó, nó nhờ cái lời, cái sự giải thích người ta trọn vẹn, mình hóa giải được rồi. Mình hồi nãy mình định thốt ra lời thô, nhưng mà sau khi nghe họ nói rồi, mình bình lặng xuống rồi, mình nói khác đi. Lợi lạc chứ không có gì gọi là chậm, gọi là chữ chậm đây không có nghĩa là mình behind, không? Mà mình more solidity, thêm cái vững chãi, thêm cái vững chắc, chứ không phải là mình bị lui sụp, không phải là behind, mà mình đủ khả năng
đối đáp, phản ứng, nhưng mà phản ứng một cách tinh tế, nhẹ nhàng. Nhờ như vậy mà mình giảm đi cái sự làm khổ mình và khổ người, hay là tạo những cái sự mít lòng sâu đậm hơn. À, thì cái ý của bài thơ như vậy, thì giáo sư Nguyễn Huệ Chi ông dịch như thế này: chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thèm hoa chiều rộp bóng mây bay. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can nhìn núi mây. Con chim nó nhẫn nha nó kêu, liễu, hoa liễu nó trổ một cách rất là đẹp. Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, hoa liễu trổ hoa dày đặc. À, ở bên thềm, ở bên, tức là trong một cái túp liều mình ngồi đó, thềm hoa chiều rộp bóng mây bay, mình ngồi bên thềm hay mình ngồi ở trong cái nhà chòi, mình nhìn ra mình thấy rộp bóng mây bay, đánh đẹp quá. Chim hót, hoa nở, mây bay, đẹp quá chừng, phải không? Thì bây giờ nói gì nữa giờ? Khách có đến, đừng nói gì hết. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế. Khách là mình nè, khách là mình á, cảnh nó thiên nhiên nó đẹp vậy đó, mình tới mình thưởng thức, đừng nói chuyện. Thật là yên lặng để thưởng thức. Nói bất hay. Cho nên ở bên Nhật Bản á, người ta có một cái phương pháp gọi là trà đạo. Uống trà theo một cái phong cách đạo vị. Người chủ pha trà tĩnh lặng, người khách được mời tới uống trà im lặng từ cái con đường đi vào, và khi đến vào ngồi uống trà không nói gì hết, chỉ thưởng thức thôi. Mà người ta còn giúp cho cái tâm của cái người đó lắng á, bằng cách là từ cái con đường cửa mà vào tới cái chỗ uống trà, cây cối hoa lá cho thật là thiên nhiên, để giúp cho cái người khách đó phải tĩnh lặng từ cái chỗ họ đi vào. Cho nên ngày xưa ở trong chùa mình cũng vậy, chánh điện á, nếu chùa có đất rộng á, chánh điện tuốt ở đằng sau, sau một cái khoảng trống con đường của chùa đi vào chùa thật là dài. Để chi vậy? Để cho hành giả bắt đầu tập đi từng bước chân tĩnh lặng xuống. Anh tĩnh lặng từ cái cửa đến khi anh bước vào chánh điện là tâm anh không còn sự hấp tấp gì nữa hết. Anh đã tĩnh lặng từ cái bước chân anh đi vào chùa rồi. Chừng đó anh dâng cây hương, anh lễ Phật đầy đủ sự thanh tịnh. Ở đây mình không có phương tiện đó, thì quý thầy bày bằng cách nào? Đại chúng lên trước 15 phút ngồi thiền tĩnh tâm. Cho nên á, quý vị nào muốn đến cúng kính gì đó lên sớm một chút, nhất là mình muốn đem bông, đem trái, đem gì cúng, đem sớm một chút để mình đủ thời giờ mình làm. Quý vị có thấy là mỗi lần quý vị lên mà sát giờ cái quý vị hấp tấp không? Mà càng hấp tấp thì quý vị lại càng đổ rớt, mà càng muốn yên lặng thì lại càng ồn ào. Tại vì mình muốn yên lặng cái mình sợ người ta thấy mình đi chạy cho lẹ, chạy cho ào, đi cái vù. Thành thử ra càng im lặng thì lại càng ồn ào, càng muốn cẩn thận lại càng đổ rớt. Tại vì mình cứ bị tiếng chuông, tiếng mõ, thời giờ hấp tấp. Thì thay vì vậy mình đi sớm chút, mình chuẩn bị để mình có đủ thời gian. Không phải chuyện này không, mà bất cứ chuyện gì trong cuộc sống. Bữa nào đi đâu mà quý vị có chuẩn bị coi, ăn mặc tươm tất, ngồi sẵn, xe tới cái bước lên. Bữa nào mà xe tới rồi mình chưa ra tới cửa coi, ở ngoài đó người ta bóp coi, người ta hối coi, trời ơi khăn gì nó dày thì xách chiếc được, chiếc cái nhiều khi cầm đôi vớ lên xe mang luôn nữa chứ. Tại lúc đó gấp quá rồi, giờ hối quá rồi. Thành thử rằng lát cái quên cái phone, lát quên cái bóp, lát quên khăn, lát quên cái nón, vì mình không có chuẩn bị trước, phải không? Cuộc sống nó vậy thôi. Cho nên cái gì mà mình có cái sự định tĩnh, lúc nào nó vẫn hay. Không phải mình lúc nào, tiếng Anh nó gọi là fast react, không phải lúc nào mình cũng nhanh nhẩu đối đáp là hay, mà đôi khi mình bị hớ. À, hay thì cũng có hay, mà hớ thì cũng nhiều đó. Cho nên á, mình chậm rãi để mình lắng nghe rõ ràng rồi mình nói.
để kể một câu chuyện vui thôi, không có gì sai là vui. Bữa hôm mà nhân cái dịp Tết mà bữa đó mùng 1 mà ồn ào đông đảo lắm, thì có một cô Phật tử cổ thấy sao giờ này mà chưa có lên livestream tụng kinh á, thì cổ mới gọi qua chùa mà cổ nói tiếng Huế nữa. À, em ơi em mày giờ tụng kinh em. Thì khi em Phật tử nó bắt con là thứ nhất là ồn, thứ hai là có lẽ nghe tiếng Huế cũng không rõ. À giờ này hả, chùa có mở cửa, cô cứ tới. Rồi cổ ghe con không xong rồi, cổ không không mày giờ tụng kinh, mày giờ tụng kinh cầu an. Dạ cô muốn ghi tên cầu an hả, dạ cô cứ tới chùa ghi. Hai cái cổ nói không xong, dạ cảm ơn. Tức là mình nghe không có rõ. Thì ở đây một câu chuyện vui thôi, Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái cảnh của bài thơ Ngài gọi là xuân cảnh, tức là Ngài không có nói gì thiền cơ ở trong đó hết. Xuân cảnh đó là cảnh xuân. Nhưng mà muốn nói với cái người mà xuân cảnh xuân thì có đó, mà quan trọng là người thưởng thức cảnh xuân có không. Cũng giống như Pháp Hòa hay nhắc á, có nhiều khi mình hay hỏi bánh ngon không, trà ngon không. Thật ra bánh với trà lúc nào cũng ngon, không ngon sao người ta bán được. Câu hỏi cho mình thì đúng hơn, có đủ thời gian để thưởng thức không. Nó ngon là nó ngon rồi đó, nhưng mà mình có thưởng thức được trà không, mình có thưởng thức được bánh không. Mà mình gặp ai bánh ngon không, trà ngon không, trà ngon bánh vẫn ngon, anh có đủ khả năng thưởng thức nó không. Cho nên cảnh đẹp không? Cảnh lúc nào cũng đẹp. Mùa đông cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp, mùa xuân cũng đẹp, mùa thu cũng đẹp. Quan trọng là mình có giờ dừng lại để thưởng thức không. Nghe lại bài thơ Ngài ha. Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm hoa chiều rộp bóng mây bay. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can nhìn núi bay. Nhìn núi bay. Cảnh là chủ, tôi đang diễn tại cảnh đẹp nè, anh đến đây, đừng nói gì hết, đừng hỏi gì hết, đừng khởi tâm gì hết, enjoy, thưởng thức, thưởng thức. Hôm rồi có một mấy chị em Phật tử làm cho Pháp Hòa một cái bao lì xì tượng trưng Tết thôi. Mà ở ngoài nói, mấy chị em nói tụi con á, mấy chị em họp lại rồi, bây giờ là tặng cho thầy một bao thơ lì xì. Quý vị biết trên lì xì để hai chữ gì không? Tận hưởng. Enjoy. Tận hưởng là cuộc sống nó có nhiều cái màu nhiệm, mình tận hưởng. À, quý vị thấy một ngày hôm nay mới lay hoay, bữa nay mùng 6 Tết rồi thấy không? Rồi cái tuần sau mình cúng rằm rồi, chủ nhật tuần sau cúng rằm tháng giêng rồi, phải không? Cho nên lay hoay lại hết một ngày, một ngày đã hết vẫn còn lay hoay. Tại vì mình không đủ khả năng thưởng thức gì hết. Cho qua bài thơ này, xin đại chúng cùng thưởng thức bài thơ, chiêm nghiệm bài thơ, thấy được ý tứ của thơ và nhận dưỡng được cái message, cái thông điệp của bài thơ xuân cảnh của Ngài Trần Nhân Tông. Thấy không? Mọi thứ đang phô bày một cách màu nhiệm, mình có khả năng để thưởng thức nó không. Hơi thở của mình vẫn đang thở cho mình, lá phổi nè, trái tim nè, mọi thứ đang làm việc cho mình suốt mấy mươi năm nay. Mình có một phút giây nào dừng lại để gửi cái thông điệp cảm ơn đến ngay cả bộ phận của mình không? Hay là suốt mấy mươi năm nay mình đã tàn hoại nó bằng rượu, bằng thuốc, bằng tất cả những cái độc tố, mình chưa làm việc đó. Có nhiều khi mình cảm ơn khắp hết trơn mà mình quên cảm ơn bản thân của mình. Nó làm việc cho mình ghê gớm lắm á. Mình đi ngủ với tim mình đâu ngủ, phải không? Nếu nó ngủ mình ngủ luôn rồi. Tim mình làm việc cho mình suốt, không bao giờ nghỉ. Cho nên tối đi ngủ á, đừng nghĩ gì hết, gửi cái message cảm ơn. Cảm ơn phổi, cảm ơn tim, cảm ơn gan, cảm ơn tất cả một bộ phận trong cơ thể của tôi đã giúp cho tôi sống một ngày. Bây giờ mình muốn làm việc thiện mà giờ nó bệnh hoạn, nó không có biểu tình, thì mình đâu làm được gì, phải không?
Cho nên thay vì tại sao ngồi thiền á, trong nhà Phật á, ngồi thiền ngồi nhìn xuống, quay trở lại với chính mình. Con người mà sống đẹp là người biết có nhìn lại mình trước khi mình cứ lo nhìn người khác. Mà người có nhìn lại mình thì người đó luôn luôn có nét. Cũng giống như mỗi sáng đi đâu nhìn kiến cái, make sure tóc chải đàng hoàng, chân mài, môi miệng gì đẹp đẽ mới ra ngoài. Cũng như thế, mình soi gương phải soi lòng. Mà có soi lòng thì cái cách sống của mình nó sẽ đẹp lên. Mình đẹp tướng, đẹp tâm thì gọi là đẹp trọn vẹn. Xin chúc đại chúng có một mùa xuân thật là đẹp, từ tướng cho tới tâm của mình. Chúc đại chúng an lạc.